một lần nữa. Xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng nhau tạm gác lại công việc riêng tư của toàn thể quý vị, hãy cùng nhau hướng ánh nhìn thân thương của toàn thể quý vị hướng về cánh cổng hòa hạnh phúc, và để chúng ta chuẩn bị với những tràng pháo tay thật lớn, thật yêu thương, thật giòn giã, và để chào đón cặp đôi uyên ương đẹp nhất ngày hôm nay, đó chính là chú rể Anh Sức và cô dâu Kiều Vân. Kiều Vân, Anh Sức sẽ tay trong tay tiến về sân khấu đăng quang tình yêu. Xin trân trọng và kính mời. Sân khấu hạnh phúc ngay lúc này đây, đó chính là chàng rể tài ba, đẹp trai phong độ Anh Sức, đúng không ạ? Sánh duyên cùng cô dâu xinh đẹp, nết na, tài năng, thùy mị Kiều Vân, đúng không ạ? Vâng, và trong giây phút trọng đại ngày hôm nay, để đáp lại tình cảm thân thương tới toàn thể quý vị khách quý, xin mời sau khi giới thiệu hãy tay trong tay hướng về toàn thể quý vị và cúi chào thật sâu. Xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay lớn để chào đón tình yêu. Xin mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay hân hoan của toàn thể quý vị khách quý rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị hãy cùng nhau trở về bên trong khán phòng yêu thương rồi. Hãy cùng nhau hướng ánh nhìn của mình trở về với sau hiện thực thả rồi. Và quý vị cũng đừng quên rằng hãy liên tục và rót ra những chén liều yêu thương để chúc mừng, chúc phúc cho sau hiện thực thảo trong buổi trọng đại ngày hôm nay. Một lần trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị khách quý, quý vị khách mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến. Và để có được một ngày niềm vui trọn vẹn, hạnh phúc như ngày hôm nay thì sau hiện thực thảo đó chính là chú rể Anh Sức và cô dâu Kiều Vân, thì họ cũng phải trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, cũng như rất dài những năm tháng chờ đợi trong hạnh phúc, đúng không ạ? Vâng, quý vị khách quý thân mến, và có lẽ rằng mới được sự nhất trí của hai bên gia đình, mới được sự nhất trí của hai cơ quan chính quyền địa phương. Vâng, quý vị khách quý thân mến, với một không gian hạnh phúc yêu thương lộng lẫy trang trọng như ngày hôm nay, nếu được sự chứng kiến dịu rất hiện diện của các bậc là cha, của các bậc là mẹ, thì không có niềm tình sẽ cùng nhau tay trong tay tiến về sân khấu cùng với những người con của mình để ra mắt tới toàn thể quý vị khách quý. Vâng, quý vị ơi, hãy cùng nhau nổi những tràng pháo tay thật lớn, thật yêu thương để chào đón hai bên thông gia gia đình hạnh phúc của chúng ta nào, quý vị ơi. Vâng, xin mời hai bên gia đình của chúng ta đây ạ. Trong tuyển của tàu, quân nhân hai bác đại diện cho họ nhà trai và họ nhà gái, chúng ta hãy bước lên trung tâm sân khấu để dìu dắt con của mình ra mắt tới toàn thể quý vị khách quý trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời khách quý. Thì cú đã chào đón sự hiện diện đông đủ yêu thương của sau hiện thể thao, sự hiện diện đông đủ của hai bên gia đình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ở từ thuở nào rồi quý vị ạ, trai lớn lên thì phải sừng vợ, đúng không ạ? Gái thì cũng hân hoan mừng rể quý, nhà trai tân lại hân hờ đón sau hiền, hai bên cha mẹ sum vầy sức đi làm rể, và giờ đây thì Vân thì cũng sẽ về làm dâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, trước sự chứng kiến hiện diện đông đủ của tất cả toàn thể quý vị, trước sự chứng giám của đất trời, và đến giờ phút này thì cũng cho phép anh em những người thực hiện chương trình cũng xin được phép trình trọng được tuyên bố giờ vàng khúc ngọc, giờ ra mắt đăng quang hạnh phúc để chúc mừng tình yêu của chú rể Anh Sức sánh duyên cùng cô dâu Kiều Vân. Kiều Vân, Anh Sức chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay lớn để chúc mừng tình yêu. Chào pháo tay hân hoan của toàn thể quý vị khách quý đã vang lên cùng với tiếng pháo của ban tổ chức, thì cũng đã nổ vang rực thì ngay giây phút tại đây kể từ giờ trở đi, đúng không ạ? Tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ đó chính là chú rể Anh Sức và cô dâu Kiều Vân. Lắng nghe những lời chia sẻ, những lời chúc mừng hạnh phúc cũng như những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay đến từ một bác sẽ đại diện cho bên phái đoàn họ nhà gái thân thương. Vâng, xin mời bác đại diện cho phái đoàn họ nhà gái hãy bước lên một chút xíu đi ạ. Vâng ạ, quý vị nào một tràng pháo tay lớn để chào đón bên bác đại diện cho bên phái đoàn nhà gái nào quý vị ơi.
Với ngày và ngày giây phút đây, con cũng xin được nhờ những lời ý nghĩa nhất trong tình yêu, nhờ những lời ý nghĩa nhất để chúc mừng tới sâu khen Diệp Thảo đến từ bác đại, trân trọng và kính mời. Con chị tu khỏi cửa sổ giáp chém con mẹ ai pi long long đoàn cho phụ chú khôn mi nà là con khỏi hôn mân đi bắt cho phụ khởi sòng đàn đàn vơn các đàn sức khỏi sau giới thiệu khỏi là biên hải phú đàn mê vơn đại diện ở tăng thảo tăng nai sòng đàn đàn vơn đàn sức đại can tiền phò tiền mía là hảo khăn giới kiến phá tai mà khẩn sau chúc khởi phú gia tà nai các sóng chua gân ở chúc hở sức khỏe hở bố mẹ ai pi nong nung luôn làm phải về băng càn mà chúc phúc hở luôn hở làm mà đi phải cào khăn biết chúng chúc phúc này đó bố mẹ ai pi nong nung luôn làm đó. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu yêu thương của bác đại diện cho họ nhà gái rất nhiều. Vâng, quý vị các quý thân mến, lời phát biểu tuy không dài mà cũng không ngắn đâu ạ, nhưng mà đủ để đong đầy tình cảm những lời chúc mừng, chúc phúc cũng như những lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị khách quý trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu yêu thương của bác đại diện cho bên phái đoàn họ nhà gái rất rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và có nam có nữ thì mới nên xuân, có nhà trai có nhà gái thì mới lên phần thông gia. Vâng, và nhà gái thì cũng vừa phát biểu rồi, và ngay sau đây xin mời nhà trai sẽ có đôi lời xâm câu mà để cho bên rể bên dâu, mà để cho hai họ được vì lâu vì dài. Vâng, và ngay giây phút này đây thì xin được trân trọng kính mời bác đại diện cho bên phái đoàn họ nhà trai của chúng ta đó ạ, hãy bước lên để lại tình yêu khoảng chừng bước dễ đi ạ. Hãy nồng chào với tất cả lời của tất cả quý vị chào đón bác nào quý vị ơi, đó hơn đó là không nào. Vâng, vâng, các cụ ta ngày xưa thường bảo là gì ạ, vỗ tay thì có phải là mất tiền đâu ạ, vỗ tay là để động viên, để chúc mừng hạnh phúc, để chào đón bác đó ạ. Vâng, một đứa đã xin được trân trọng cảm ơn, đứng chào vào tay gân hoan của tất cả quý vị khách quý rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây thì con cũng xin được những lời ý nghĩa nhất đến từ bác cũng như những lời cảm ơn, những lời chúc phúc cho người con người cháu của mình nên duyên nên vợ thành chồng, cũng như những lời cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Đây rồi cho so mấy kỳ hot bay đó là tô các hạnh phúc của làng nào trên con sâu khẩu lần trong của miền na sau mang lâm cơ cò lại lúng bảy tà thá lông cổng hầu má dệt gấm dệt sào cơ cò hầm pì hí mư chấm xịn ngõ bi chấm đồ làm sau mai toàn đón tổ chức mai toàn đón đầu của mình cò hơi nọng mấy pì đồ làm bản quán cò sướng bản tận nát vừa có mẹ lại con hát tên mau mau quốc có động viên tinh thần thờ hạnh phúc của làn hâu có cỏ hào khó khăn chú con nhớ biến sang là mạ là cửa nơi cũng có vương mẹ của làn động viên đu tàu sống xuống đu tàu má xú thỏng hơn già má xú tà hơn của mơ sứ ảo chú đua cùng bạn đã hướng xuống khỏi phần rất là cảm ơn đến cậu mi sầm thưa hơn và sò đó là mi quang mừng bày chúc mừng ở phò hở mẹ cậu lúc cậu ta có cỏ hào khó khăn chú con nhớ biển sằng nóng lưng nhớ thầu chú đi sắm độc nhạc chú xiểm sắm tà bên chú diện sắm ngâm bó chú đi sắm độc nhạc chú xiểm sắm vườn môn lấy con nhớ biết chữ hai chú hở ải mi hanh tền chú hở êm mi bậc nhớ hanh nà con biết chữ hoài chú hở ải thầu kẻ thâu xóm phái hông cờ lâm chữ hảo thần bản dân hâu lệ cân đại hình có suốt của hoài nữa tà nát ơ. Dạ vâng, và xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu chân thành, mộc mạc và tràn đầy ý nhớ của hai bác đại diện cho bên hai phái đoàn họ nhà trai và họ nhà gái. Vâng, và kể từ phút giây này trở đi, hai bên gia đình sẽ chính thức trở thành thông gia. Mà thông gia dù xa hay gần, từ nay sớm tối thì hai bên gia đình trong nón hoa. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và kể từ phút giây này trở đi, chú rể anh sức, anh thì sẽ luôn luôn là bờ vai vững chắc cho vợ con và gia đình. Còn cô dâu Kiều Vân sẽ là người phụ nữ giữ ấm ngọn lửa hạnh phúc và sẽ được chúc cho tình yêu của hai em sẽ luôn luôn trọn đời hạnh phúc. Xin mời quý vị sẽ nổ ra một tiếng lớn để chúc mừng tình yêu. Xin mời tất cả quý vị ạ. Đó là đó là không nào quý vị ơi. Vâng ạ, chào cảm ơn quý vị khách quý rất rất nhiều. Vâng, quý vị khách quý thân mến, và tiếp theo chương trình trong ngày vui trọng đại của dâu nhà Diệp Thảo, trước khi
các bạn trẻ trở về chung sống bên nhau dưới một mái ấm gia đình ấm no hạnh phúc. Và ngày hôm nay trong ngày buổi lễ trọng đại này thì trên sân khấu tình yêu, các bạn trẻ sẽ đón nhận tình cảm thân thương của các bậc là cha, của các bậc là mẹ, những người bác, những người chú, những người em, đúng không ạ? Đó chính là những món quà yêu thương để thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc, để thay cho những lời chúc mừng tình yêu. Và đầu tiên sẽ là sự hiện diện yêu thương, món quà hạnh phúc đầu tiên đến từ những người bố, người mẹ của chú rể. Anh Sức sẽ dành tặng cho người con của mình trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay, cũng như dành tặng cho người con dâu yêu quý của mình. Trân trọng và kính mời. Bên mía hắc âu cằn bánh âu cằn hưng lưng nhà lầy sông trời bầu lầy bang cằn ai thầu liều lù biến ai hắc nong nơ xíp bét bi ai liếu nong bên sao ai êm in lù nong xưa lắm mô nhà tập nong nơ nhà ba khổng chờ nong nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nóng té bên cốn ma ai hắc nóng ai bầu tập đi lu cờ xin chờ bầu hắc nhá rết khô nóng nhá in chua nó mắc lu nhưng ai thôi nơ mi lu mi tàu rết sườn xu căn bên phùa mía cất cúng cờ há muôn chờ lù nhìn ai khay bên mía lù hạt bánh cằn sụt chua bên mía hắc âu cằn bánh âu cằn hưng lưng nhà lầy sông trời bầu lầy bang cằn ai thầu liều lu biến ai hắc nong nơ xíp bét bi ai liếm nong bên sao ai êm in lu nong xưa lắm mô nhà tập nong nơ nhà ba khổng chờ nong nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nóng té bên cốn ma ai hắc nóng ai bầu tập đi lu cờ xin chờ bầu hắc nhá rết khô nóng nhá in chú nó mắc lu nhìn ai thôi nơ mi lu mi tàu rết sườn xu căn bên phùa mía cất cúng cờ há muôn chờ lù nhìn ai khay bên mía lù nhà tập nóng nơ nhà ba khổng trời nóng nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nóng té bên cốn ma ai hắc nóng ai bầu tập tì
lu cờ xin chờ bầu hạc nhà dệt khổ non nhà in chu đó mắc lu nhìn ai thôi nơ mi lu mi tàu dệt sườn su căn bên phùa mía cắt cúng cờ hoa muôn chờ lu nhìn ai khay bên mía lu hạc bánh căn sụt chua lu nhìn hay bên mía lu hạc bánh căn sụt chua. Tay bao hé mi phù hằng gần nhìn dù cơ bú trắng xuống bố mẹ cơ bàn non trắng dệt kim hụ bà bàn mướn tay muôn muôn u hạt ẩu cằn vào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bầy nà tâm xôn cằn ép sẽ du nắng hơn hàn bàn tay dệt khâu cắm cặp mi ba bình tộp mới ai mà giảm nòng kín lau khâu xiêu bò bàn khăn sang nòng chân sáng ban nương tay háo áo cân lê na chân sáng khăn lầy tóc hôm căn tạt con tàu mà lê dệt muôn quăng khắp hơ bao sao chúng căn lầy hà mà giảm ban chờ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nỡ mà giam nong hầu khắp ính là tay bao hé mi phù hạc gần nhìn dù cơ bú trắng sùng bó mẹ cơ bàn non chàng dệt kinh ngủ bà bàn mướng tay muôn muôn mù hạt ẩu cằn xào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bầy nà cằn son cằn ép sẽ du nắng hơn hàn bàn tay dệt khâu cằm cặp mi ba bình tộp mời ai mà giảm nòng kín lâu khâu xiêu bò bàn khăn sang nòng trắng sáng ban nương tay háo áo cân lê na trắng sáng khăn lầy tóc hôm căn tạt con tàu mà lê dệt muôn quăng khắp hờ bao sao chúng căn lầy hờ mà giảm ban mương tay bao mi sang ai nhà lưng nong ai nỡ mà giam nong hầu khắp ính là ơi mà giam bàn mương tay bao mi sáng ai ơi mi hua chớ nong tha chớ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nỡ mà giam nong hầu khắp ính là ơi tay bao hé mi phù hằng gần nhìn dù cơ bú trắng xuống
xếp kim hụ bà bàn mướng tay muôn muôn u hạc ẩu cằn bào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bầy nà cằm xôn cằn ép xé du nắng hươn hàn bàn tay rết khâu cằm cặp mi ba bình tộp mới ai mà giảm nong kín lau khâu xiêu bò bàn khăn sang nong chân sáng ban nương tay háo áo cân lê na chân sáng khăn lầy tóc hôm căn tọt con tàu mà lê dệt muôn quăng khắp hơ bao giờ chúng căn lầy hà mà giảm ban mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chơ nong tha chơ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nơ mà giam nong hầu khắp ính là ơi nong nhìn sao phù tay bao hế mi phù hạc gần nhìn dù cơ pú trắng sùng bó mẹ cơ bàn nong chàng dệt kinh hù bà bàn mướng tay muôn muôn hù hạc ẩu cằn tào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bầy nà cằm son cằn ép xé du nắng hơn hàn bàn tay dệt khâu cằm cặp mi ba tình tộp mời ai mà giảm nong kín lâu khâu xiêu bò bàn khăn sang nong chân sáng ban nương tay háo áo cân lê na chân sáng khăn lầy tóc hôm căn tạt con tàu mà lê dệt muôn quăng khắp hờ bao giờ chúng căn lầy hà mà giảm ban mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chơ nong tha chơ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nơ mà giam nong hầu khắp ính là ơi mà giam bàn mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chơ nong tha chơ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nơ mà giam nong hầu khắp ính là ơi phù tay bao hế mi phù hằng gần nhìn dù cơ pú trắng sùng bó mẹ cơ bàn non trang dệt kim hụ bà bàn mướng tay muôn muôn u hạc ẩu cằn bào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bầy nà cằm xôn cằn ép xé du nắng hơn hàn bàn tay rết khâu cằm cặp mi ba bình tộp mới ai mà giảm nong kín lau khâu xiêu bò bàn khăn sang nong chân sáng ban nương tay háo áo cân lê na chân sáng khăn lầy tóc hôm căn tọt con tàu mà lê dệt muôn quăng khắp hờ bao giờ chúng căn lầy hà mà giảm ban mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chơ nong tha chơ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nơ mà giam nong hầu khắp ính là ơi
phù hạc gần nhìn dù cơ phú trắng sùng bó mê cơ bàn nó trang dệt kinh ngủ bà bàn mướng tay muôn muôn mù hạt ẩu cằn tào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bày nà cằn son cằn ép sẽ du nắng hơn hàn bàn tay dệt khâu cằm cặp mi ba bình tộp mời ai mà giảm nồng kín lâu khâu xin